Ngày 15 tháng 6 năm 2023, 9 giờ theo giờ Greenwich, nước Anh, 15 giờ theo giờ Việt Nam. Lịch thi đấu Premier League 2023-2024 chính thức được FA công bố. Rõ ràng, với các tín đồ của bóng đá xứ sở sương mù, đây là thông tin rất đáng chờ đợi. Ở đó, chúng ta sẽ biết được sự bắt đầu của các hành trình mới. Hành trình bảo vệ ngôi vàng của Man City, phục hận của Arsenal, phục hưng của Man United hay đến hồi sinh từ Chelsea và Liverpool. Dù còn khoảng 2 tháng nữa mới chính thức khởi tranh, nhưng để hâm nóng bầu không khí tại Premier League, sau đây các bạn hãy cùng Tuyền Văn Hóa TV nhận định về vòng 1 Premier League 2023-2024 theo lịch mới nhất vừa được cơ quan bóng đá quyền lực nhất nước Anh công bố. Khởi đầu cho mùa giải sôi động của quê hương bóng đá chính là cặp đấu diễn ra khá muộn đối với người hâm mộ chúng ta, lúc 2 giờ sáng thứ bảy ngày 12 tháng 8 theo giờ Việt Nam, với trận khai mạc giữa nhà đương kim vô địch Man City và Burnley. Đây rõ ràng là một cặp đấu không cân tải cân sức, hoặc nói đúng hơn là cực kỳ chênh lệch. The Citizen sau một mùa giải đáng nhớ với cú ăn ba lịch sử, rõ ràng đã vượt trội hoàn toàn so với đội vừa mới lên hạng như là Burnley. Bỏ qua các biến số tại thị trường chuyển nhượng hè chưa thể xác định về lực lượng, vị thế lẫn phong độ, những Erling Haaland, Kevin De Bruyne hay Bernardo Silva là quá khác biệt so với hàng ngũ của đội chủ sân Turf Moor. Đó là chưa kể đến thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola còn được chơi tại pháo đài Etihad, thánh địa từng nghiền nát những ông kẹ châu Âu như là Real Madrid hay Bayern Munich. Dù những mùa giải gần đây đã chứng kiến không ít bất ngờ được tạo ra từ các tân binh ở ngay vòng mở màn Premier League, thế nhưng đối diện với Burnley vào lúc này là một Man City mang trong mình DNA chiến thắng siêu việt, sẽ là một nhiệm vụ tiệm cận độ bất khả thi đối với thầy trò huấn luyện viên Vincent Kompany. Nói thêm về chiến lược gia đưa Burnley thăng hạng, đây là lần đầu tiên anh có dịp đối đầu với đội bóng cũ trên cương vị huấn luyện viên. Etihad hiện tại vẫn còn bức tượng của Kompany, đó là nơi đưa anh đến đỉnh cao. Nhưng giờ đây, khi hai bên ở hai bờ chiến tuyến, cựu danh thủ người Bỉ sẽ phải trải qua trận khổ chiến thực sự với The Citizen và người thầy cũ Pep Guardiola. Sau nhà đương kim vô địch Man City, tiếp theo sẽ là nhà đương kim vô địch Á quân Arsenal khai cuộc. Pháo thủ sẽ đối đầu với Nottingham Forest ở khung 18:30 ngày 12 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Được chơi trên sân Emirates và chỉ phải chạm trán với đối thủ yếu hơn là Forest, 3 điểm đương nhiên là mục tiêu tối thượng của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Lúc này, Arsenal chính là niềm hy vọng hàng đầu để phá vỡ thế độc tôn của Man City ở xứ sở sương mù. Mùa trước, pháo thủ đã suýt tí nữa xóa được ngôi bóng của thầy trò huấn luyện viên Pep trước khi hụt hơi ở giai đoạn nước rút. Vì vậy, sau một mùa hè được dự báo là được đầu tư kỹ càng về mặt lực lượng, Arteta và các học trò hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên thế cạnh tranh gắt gao với The Citizen trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, cũng không thể coi thường Nottingham Forest ở vòng đấu mở màn mùa giải 2023-2024. Nottingham Forest có thể bị đánh giá thấp, nhưng nên nhớ pháo thủ mùa trước cũng từng thua hoặc hòa thất vọng trước các đội yếu để rồi đánh rơi thiên mệnh vào tay của Man City. Tự tin nhưng phải pha lẫn sự cẩn trọng là điều mà huấn luyện viên Mikel Arteta định hướng cho các học trò trong ngày chào sân mùa giải mới. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt, muốn phục thù Man City, trước tiên Arsenal phải biết chắt chiu những điểm số đầu tiên. Đến 21 giờ cùng ngày 12 tháng 8, hàng loạt các cặp đấu cùng giờ sẽ diễn ra. Nhà đương kim vô địch Europa Conference League là West Ham sẽ có chuyến làm khách được dự báo là khó lường trên sân của Bournemouth. Thầy trò huấn luyện viên David Moyes vừa trải qua một mùa giải thành công với chức vô địch châu Âu trong mơ. Đây có thể xem là cú hích tinh thần cực lớn để họ bước vào mùa giải 2023-2024. Tiếp đó, chim mòng biển Brighton sẽ có cuộc tiếp đón đội mới lên hạng Luton. Lẽ dĩ nhiên, Brighton đã có chiến dịch Premier League 2022-2023 thực sự là đáng nhớ với màn trình diễn khiến nhiều đội bóng hàng đầu xứ sở sương mù phải khốn đốn. Chỉ phải đối diện với tân binh vừa mới chân ướt chân ráo lên ngoài hạng Anh như là Luton có thể xem là phần thưởng, đồng thời là cơ hội tốt để câu lạc bộ Brighton tiếp tục chuỗi ngày thăng hoa. Everton đối đầu với Fulham. Everton sau mùa giải thoát hiểm thành công sẽ cố gắng trở lại vị thế giữa bảng xếp hạng như những gì họ đã làm được ở nhiều mùa trước. Nhưng khát khao đó sẽ bị thử thách thực sự bởi Fulham, đội bóng dù mới lên hạng ở mùa giải 2022-2023 nhưng đã xuất sắc kết thúc với vị trí thứ 10 chung cuộc. 3 điểm đương nhiên là mục tiêu chia đều cho cả hai đội với màn đại chiến sắp tới tại Goodison Park. Một tân binh khác của Premier League là Sheffield United cũng sẽ ra sân vào ngày thứ 7. Thử thách của họ là đại bàng Crystal Palace khó chịu. Mùa giải vừa rồi, Crystal đã kết thúc ở vị trí thứ 11 và họ chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn so với đối thủ của mình. Nhưng cặp đấu đáng chú ý ở khung 21 giờ phải là Newcastle đối đầu với Aston Villa. Với trích chòe mà nói, tấm vé dự Champions League mà họ giành được ở mùa giải vừa qua là một chiến công nâng tầm đội bóng này. Sự kiểm chứng thực sự về mặt năng lực và vị thế sẽ đến ở mùa giải 2023-2024. Nếu thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng thì rõ ràng đế chế dầu mỏ ở Shankill Park lúc này đang được kiến lập ngày một vững chắc. Thách thức đầu tiên cho tham vọng của Newcastle ở mùa giải này chính là Aston Villa, đội bóng đã có cú nước rút thần kỳ để cán đích ở vị trí thứ 7 mùa vừa rồi. Nên nhớ, Aston Villa từng đè bẹp Newcastle 3-0 ở lần đối đầu gần nhất. Với tính chất của vòng đấu mở màn và tương quan thực lực giữa hai đội, đây chắc chắn sẽ là màn đại chiến rất đáng xem tại vùng đông bắc nước Anh. Bước sang ngày chủ nhật 13 tháng 8,
Khung 20 giờ sẽ chứng kiến màn đụng độ rực lửa giữa Brentford và Tottenham. Brentford thì luôn là một đối thủ khó chịu với bất cứ đối thủ nào tại Premier League. Ông Mopkey trích những mũi đau điếng vào đại gia Big Six và giờ đây khi được chơi trên sân nhà để đón tiếp gà trống, họ rõ ràng là không ngán ngại bất cứ điều gì. Ngược lại, Tottenham đang trải qua giai đoạn đầy biến động. Harry Kane thì liên tục bị nhòm ngó trên thị trường chuyển nhượng sau mùa giải 2022-2023. Tottenham thi đấu thì bết bát. Son Heung-min thì sa sút thấy rõ. Richarlison thì làm loạn, trong khi hoạt động trên thị trường chuyển nhượng của giới chủ Levy cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Cơ bản, Tottenham được đánh giá cao hơn so với Brentford. Tuy vậy, nếu không cẩn trọng, một lần nữa gà trống sẽ lại mang màn trình diễn thất vọng của mình ở mùa giải 2022-2023 sang mùa giải mới. Đến khung 22:30, trận cầu đinh của vòng mở màn Premier League sẽ diễn ra tại Stamford Bridge, nơi Chelsea tiếp đón Liverpool. Cả hai gã khổng lồ này đều trải qua mùa giải vừa qua theo cách của những người khốn khổ. The Cop chật vật, lan lộn, cạnh tranh từng điểm số, nhưng rồi vẫn chưa sót uống C2. Trong khi Chelsea thì thảm hơn, chính sách mua bán quăng tiền qua cửa sổ của Todd Bowley khiến Chelsea còn không tham dự nổi cúp C3 châu Âu. Giới mộ điệu đang chờ các tín hiệu tích cực sẽ đến ở phiên chợ hè này của Liverpool và Chelsea. Sự bổ sung nhân sự và cải tổ mạnh mẽ là cơ sở để tin vào sự phục sinh. Thật thú vị khi The Blue và The Cop cùng khởi đầu hành trình tìm lại vị thế bằng cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng mở màn Premier League. Chưa cần bàn đến yếu tố truyền thống và độ danh tiếng, chỉ cần nhìn vào mục đích và quyết tâm làm lại của hai đội thì chúng ta đã có lý do trông đợi vào màn thư hùng rực lửa này. Ba điểm đầu tay tại Stamford Bridge sẽ đưa các kế hoạch tái thiết đầy tham vọng của Chelsea và Liverpool đi nhanh hơn trên con đường tìm thấy chiến quả. Và cuối cùng sẽ là trận đấu muộn vào mở màn Premier League. Man United đối đầu với Wolverhampton ở khung 2 giờ sáng rạng sáng ngày 15 tháng 8. Dù là muộn nhất nhưng đây xứng đáng là một cặp đấu đáng được chờ đợi. Man United lúc này đang rất trông đợi vào tín hiệu của Sheikh Jassim nếu muốn lương duyên với người Qatar thành sự thật. Một cuộc cách mạng lớn sẽ chính thức nổ ra tại Old Trafford ngay trong mùa hè này. Từ đó, các Red Devils rất muốn xem khi mọi sự làm quen đã được giải quyết ổn thỏa mùa trước, cộng hưởng với tiềm lực mới được bơm vào, thì huấn luyện viên Ten Hag sẽ lèo lái con tàu Man United đi như thế nào tại Premier League mùa giải mới. Nhìn vào cuộc đo sức mở tài khoản Premier League mùa giải mới, Man United có quyền tự tin với lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội so với Wolverhampton. Mùa trước, Quỷ Đỏ đã đánh bại bầy sói cả hai lần ở lượt đi và lượt về. Chiến thắng đầu tay là những gì thầy trò huấn luyện viên Ten Hag hướng đến ngày khai màn sân Old Trafford. Sẽ là một viên gạch vững chắc đầu tiên để làm tiền đề cho khát vọng phục hưng của nửa đỏ thành Manchester. Đồng thời cũng kiểm chứng xem Erik ten Hag còn có đủ khả năng trở thành lãnh tụ đưa Quỷ Đỏ tìm lại với vinh quang hay không. Trên đây là nhận định về vòng đấu mở màn Premier League 2023-2024, xứng danh là giải đấu quốc nội số 1 hành tinh. Ngoài hạng Anh, mùa giải mới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị ngay những màn đọ sức đầu tiên. Còn 2 tháng nữa để 20 đội bóng của xứ sở sương mù chuẩn bị hành trang cho những mục tiêu đường dài khác nhau mà họ ấp ủ cho mùa giải mới.